Chào, mình là Nguyễn Trọng Hiếu, mình là nhân viên bán hàng của siêu thị Long An 18. Mình đang là vào bước thứ 7 là thu tiền và làm giao dịch. Bước đầu tiên là mình xin số điện thoại của khách ạ. 0166 0166 364 364 rồi 7901 7901, cảm ơn ạ. Cho mình xin hỏi, có phải bạn là Phạm Quốc Quý không ạ? Không ạ. Ngày sinh của bạn là 17 tháng 11 1996 không ạ? Đúng rồi. Cảm ơn. Mình sẽ chọn hàng A39 ạ. Số lượng giá bán điện thoại của mình sẽ chọn email ạ. Khớp với máy là 6232 ạ. Hiện tại thì chương trình đang có khuyến mãi là gậy chụp ảnh của Oppo ạ. Nên mình sẽ xuất hóa đơn cùng chung với sản phẩm luôn. Dạ. Trước tiên mình sẽ nhập hợp đồng trả góp của ngân hàng Home Company. Sau đó mình nhập sau đó mình sẽ in, mình sẽ lấy số email có với lại hóa đơn ba. Dạ, chào anh ạ. Giá của sản phẩm là 4.240.000 mà siêu ạ. Nghe bà. Nghe đi mà về. Hôm nay nóng bắt đầu. Lo rè xong rồi thì bạn sẽ đem máy đến và chúng tôi gọi là một máy mới cho bạn mình cho họ cho qua 30.000 thì sẽ đem máy ra bảo hành năm đâu chế độ để boost lên nhận mình sao lưu danh bạ hình ảnh bắt đầu mình sẽ vào phần giới thiệu về điện thoại, sau đó mình sẽ nhấp đúp 7 lần vào số phiên bản bạn đã
thành nhà người phát triển. Sau đó mình quay qua bước 2, mình sẽ vô cài đặt bổ sung và mình sẽ kết nối này lên. Bắt đầu. Tiếp đó là mình sẽ chọn tùy chọn nhà phát triển. Sau đó mình bật rồi gọi lỗi USB cho phép mình. Cho phép. Hiện tại thì nó đang kết nối với USB giữa máy và máy mình thì máy tính rồi. Sao lưu danh bạ qua máy rồi. Chị quay nhờ. Bây giờ bắt đầu mình sẽ sao chép nhạc từ máy tính qua nhạc cho khách rồi. Select file. Audio. Mình sẽ chọn dòng nhạc cho khách. Open. Ok. Mình sẽ tải ứng dụng cho khách rồi. Nào. Đi vào đếp tớ. Anh hả? Lúc sáng như anh đợi tí nữa. Đợi tí nữa anh đi cơm về. Mình đi sao? Bắt đầu. Bây giờ mình sẽ làm thứ nhất là thao tác và lắp sim rồi. Nhưng mà để mình cắt sim nano rồi, để sim đúng theo vị trí canh cho nó bằng rồi ấy. Sau đó mình để ấy rồi canh ngay đồng máy cho canh sim ngay lại và mình ấn một tay bấm và một tay hướng để sim đặt. Sau đó được có sim và mình sẽ lấy sim. Thank you.